Mình chào quý vị trở lại với kênh Đồ Gỗ Hoàng Cường. Hôm trước Hoàng Cường đã đăng video hai chiếc bàn thờ ông địa, một chiếc là 60 và một chiếc 80. Thì rất vui mừng khi anh Thủ ở dưới Thới Lai, thành phố Cần Thơ, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cũng đã xem video và đã chốt cho bên Đồ Gỗ Hoàng Cường một cây. Như trong video đây, mình đang chuẩn bị sắp xếp và đóng gói để giao cho anh Thủ ở dưới Thới Lai, Cần Thơ nha quý vị. Thì tiện đây khi trước khi đóng gói thì mình cũng sẽ làm video giới thiệu chi tiết lại để quý vị cùng nắm được thông tin của chiếc bàn thờ ông địa này có những thông số gì và mẫu mã kích thước như nào ra làm sao để giới thiệu đến quý vị để có nắm được thông tin. Ông địa này có kích thước như sau, chiều cao của nó từ đất lên đến mặt đây là 1m07 nha quý vị, bề ngang của nó là 80, sâu là 70, cột của nó là cột 14, đắp rồng nổi này, cột này nguyên khối nhá, đắp mặt rồng nổi này, đó chạm tứ diện luôn, chạm 4D có thể thấy tâm điểm của chiếc cột đấy. Thì cái bàn thờ ông địa này thì nó là 80 di lạc. Phần tâm điểm của nó thì có hộp đèn đây, hộp đèn di lạc và hai con nghê nhá. Quý vị có thể thấy là một con ngậm tiền này, một con ngậm cầu này, một con đạp cầu, một con đạp tiền này. Quý vị có thể thấy này, hộp đèn này thì nó có thể lấp lánh ánh sáng được. Đây, đó. Quý vị có thể thấy bên hông của chiếc bàn thờ ông địa này thì có nút điều chỉnh đèn nhá quý vị. Bên hông thì sẽ có nút điều chỉnh đèn. Đó. Tắt mở. Nó có hai chế độ. Rồi, quý vị không thích đèn thì quý vị có thể tắt đi. Rất là tuyệt vời, đèn nhấp nháy rất là tuyệt vời nha quý vị. Đó. Ở dưới này thì đèn rất là sáng này, dưới này có đèn chính này. Đó, có đèn LED rất là sáng dưới này này. Quý vị có thể thấy. Đó. Hai bên hông là hai cái đèn quả nhót. Rồi. Phần đẹp nhất cũng ở phần chính đã xong thì những cái chi tiết phụ thì có như sau. Mặt ván của nó ấy, thì mình đều làm mặt ván một phân. Đặc biệt những cái hàng sản phẩm bên Hoàng Cường lúc nào cũng đặc biệt chọn là vân bông. Với kích thước của nó là 80 này, chất liệu có đỏ 100%, hàng chọn lọc vân bông nha quý vị. Đây quý vị có thể thấy này, cái mặt tiền chính của nó này, cái điểm quan trọng nhất mà Hoàng Cường chọn lọc này, tấm ván mặt 80 mà hàng vân bông như vậy rất là hiếm nha quý vị. Tất cả hàng bên Hoàng Cường chọn lọc đều là hàng vân bông, hàng vân ngàn năm tuổi nha quý vị. Thì ở bên cái mâm của nó thì có sẽ có kéo ra này, quý vị có thể thấy này, có cái mâm kéo ra để quý vị có thể trưng đồ được rất là nhiều này. Đó, trưng đồ được rất là nhiều nha quý vị. Không kéo ra thì mình lại đóng vào nữa, rất là đẹp. Mặt hổ phù, vai dày 2,5 phân. Đó, chân vuông 12, đầu lân chân lá tây này, mặt lân này, chân lá tây này, hai con nghê rất là to này, hai con nghê ở chính là rất là to, quý vị có thể thấy này. Thì phần tâm điểm của nó thì cũng có quấn thư và hoa sen hóa nhá, quý vị có thể thấy này. Hai bên hông là hai con rồng, đó, hai bên hông là hai con rồng. Rồi hai phần cột nhỏ thì sẽ có chữ tàu nhá, chữ thọ nhá. Đấy, phần mặt tiền chính đã xong thì còn phần bên hông thì nó có những cái gì quý vị thì cùng xem với Hoàng Cường này. Đó. Bên này thì mình chạm chữ thọ nhá, chữ thọ đồng tiền này. Đó. Đồng tiền xu này, dưới này thì rơi hóa lá tây. Vai của nó thì là 2 phân. Chân 12 quý vị có thể thấy. Đó. Mặt trước mặt sau đều sạch đẹp như nhau nha quý vị. Mặt sau mình cũng sơn đẹp luôn, sơn lót luôn, đàng hoàng đầy đủ luôn. Quý vị có thể thấy. Đó, mặt trước mặt sau đều sạch đẹp như nhau. Hàng chốt tại xưởng luôn, anh Thủ ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ chốt tại xưởng qua kênh YouTube Đồ Gỗ Hoàng Cường. Rất mong quý vị khán giả theo dõi video này cũng có thể tìm được một món đồ nào ưng ý đó rồi ủng hộ cho Đồ Gỗ Hoàng Cường. Bàn thờ ông địa 80 này có mức giá là 12 triệu nha quý vị. Cột 14, bàn thờ ông địa 80 gõ đỏ 100% với mức giá là 12 triệu. Miễn phí vận chuyển 100 km nha quý vị. Rất mong được phục vụ cho quý vị khán giả gần xa theo dõi kênh YouTube Đồ Gỗ Hoàng Cường. Mọi liên hệ quý vị có thể gọi qua số điện thoại 0933 395 673 hoặc fanpage Đồ Gỗ Hoàng Cường hoặc kênh YouTube Đồ Gỗ Hoàng Cường. Số điện thoại của mình thì có Zalo luôn nha quý vị. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình sẽ bây giờ mình sẽ đóng gói để mang đi ship cho anh Thủ ở huyện Thới Lai, Cần Thơ nha quý vị. Cùng xem một số đoạn video mình đóng gói cái sản phẩm này nha quý vị.